À, đang trải nghiệm cái phở bát đá này anh Hòa, còn tí nữa có một cái kèo nữa là ăn xong phở này uống bia. Càng quá. Sáng phở này là mấy chai bia chứ? Mấy chai bia. Quên trên lấy bia nhỉ? Quên trên lấy bia. Hôm nay thì Hà cũng sang đây để thứ nhất là trải nghiệm cái phở bò bát đá của anh ấy. Và anh em thì cũng, mọi người cũng biết là anh em trong nhà hàng thì chơi với nhau rất là lâu rồi. Và hôm nay thì anh ấy triển khai cái phở bò bát đá mọi người ạ. Hà nghĩ là trong cái thời tiết mùa này thì ăn phở bò rất là hợp lý rồi. Anh Hà đây, chị Huyền đây. Vâng, bây giờ chị, anh Hà à rồi vào bếp như thật nhỉ. Đây bát đá nha anh Hòa đây mọi người. Đấy, chứng tỏ là mình nhìn thế này là buổi sáng em cũng bán được tương đối rồi đấy. Hà đến hơi muộn một tí. Cái này nó là lần đầu nên là nhiều cái nó còn chưa được thuần thục cho lắm. Được lắm rồi đấy. Đấy nồi nước nhà anh Hòa đây. Xương bò đây mọi người. Đây là nước. Béo. Được cái anh Hòa thì anh ấy luộc cả gầu với cả nạm nhất các thứ vào cái nồi nước thì bao giờ nó cũng sẽ ngon hơn. Trước đây là anh Hòa mọi người ạ, trước đây anh Hòa thì bán cái phở truyền thống ở bên quán bia hơi Hòa Huế đấy. Thì Hà cũng rất là thích cái nước phở nhà anh Hòa. Tuy nhiên thì không áp dụng sang bên phở dê nên là cái này làm ra truyền đời thứ nhất cơ mà. Đời nhất. Nói chung là đồ mới lắm nhỉ. Bếp mới luôn, anh Hòa anh đã làm cái gì anh chỉnh chu lắm. Chỉnh chu. Không làm thôi, làm phải đã làm như này nhỉ. Đúng rồi. Cái con này nó lên luôn, lửa xanh luôn, đây là gọi là bếp Âu đấy mọi người, Âu. Này nó nóng từ đầu cuối, cái này cho phép không phải nói không phải quảng cáo gì với Hà đúng không? Hà, anh còn đang học Hà đúng không? Anh đang học trò của Hà. Cho thì là anh rồi có cái gì mà mình tránh được mình tránh thôi. Cái bát như quả anh có xương hơn rồi. Đây. Đây bánh phở đây mọi người. Đây. Ok ok. Đặc biệt đây xem rồi. Đấy là được này, cái lõi nó buổi sáng nhiều khách ăn đói quá là hết rồi. Đây là nạn cầu đây. Quay về đúng nghề vở luôn nhỉ. Cái này ăn mùa đông mà, ăn mùa đông là rất là hợp lý. Ăn nó nóng mà nó cảm thấy nó nóng từ đầu đến cuối ạ. Nóng từ đầu đến cuối luôn, nó tỉnh người luôn. Đấy, cái đen ngoài ấy. Ảnh rất nhiều luôn. Đây là một suất đúng không? Đặt cái bát đá lên đây. Vâng.
một suất đặc biệt. Anh Hòa ơi, suất đặc biệt thì anh đang bán giá như nào anh? Đặc biệt thì anh bây giờ đang 100. 100. Vâng. Bây giờ đang giảm giá 20% còn 80.000. Còn giá xuất thường là bao nhiêu anh Hòa? 3 bát tái lần 3. Vâng vâng. Em cứ làm hết cho khách đi chưa nhá. Rồi có mình lấy sau. Làm luôn 2 đặc biệt 3 tái. Em Đức rồi mọi người. Chào mọi người. Anh Hòa tự tay vào nung bắt đá luôn à? À, vừa phải hỗ trợ bưng bê đấy mọi người. Bây giờ bắt đầu đến lượt mình đặc biệt luôn. Làm như khách bình thường nhé, không lại quảng cáo quá thôi. Nhưng mà cái gầu của nạm này thì nước nóng nóng ăn tí hành hành này, ai mà hôm trước bia rượu và say say rồi đi ăn phở bát đá là đúng luôn đấy mọi người. Xứng đáng nhỉ, như là một cái xét lẩu vậy. Mỗi người như này có khác gì xét lẩu đâu mọi người. Bò này bát đá nóng hổi đúng không? Nên người bảo là cái nhất là phở bát đá mọi người ấy. Cái việc là nung này nó cũng ăn là tốn ga rồi đúng không mọi người, tốn ga rồi. Hai nữa là cái phần thịt bao giờ mọi người nhìn cũng đầy đặn hơn rất nhiều. Cái này mà cho vào bát phở truyền thống bình thường thì không cho nổi luôn, vì nó quá nhiều, quá nhiều. Nếu mọi người nhìn thấy giống một xét lẩu không? Mỗi người như một xét lẩu buổi sáng. Xứng đáng. Hà với em Đức với Thùy trải nghiệm luôn. Hành nhẹ đâu. Hai đặc biệt em ơi, hai đặc biệt. Chưa là hành. Anh với em ăn trước đi cho chị quay. Mọi người nhờ Caramel Thùy Xù Nhi Thùy quay hộ. Đây xuất cửa Hà đây. Đầu tiên là mình phải Hà phải thử cái nước đã. Chưa cho anh. Anh lấy đầy vào chú. Đậm đà quá nhỉ. Rồi. Tỏ xi. Rồi. Dậy mùi luôn, dậy mùi phở luôn mọi người ạ. Tỏi ớt này. Tỏi Hà nếm nó xong rồi, bây giờ Hà cho cái kiểu của Hà. Ăn cái kiểu của Hà. Cho một tí ớt. Đang Covid thì tăng cường tỏi mọi người ạ. Đang Covid thì tăng cường tỏi. Ớt. Mọi người nhìn lên vậy thôi, nóng lắm đấy. Hà cho tái vào trước mọi người nhé. Cho tái trước. Mọi mình cứ chắn thịt trước nhé. Đây rồi. Xin đấy chú để bên đây cho cháu. Cháu xin nhá. Chín luôn rồi. Chín ngay. Nước phở nhà anh Hòa phải công nhận là em Thuận em đánh nước phở rất là ngon rồi. Nhiều thịt quá nhỉ. Cho một tí đã đầy bát rồi mọi người ạ. Cái này để từ từ đã, ăn sau vậy.
mời mọi người nhé. Ở nhà em cũng thiện chín và thiện sống khoảng rồi. Em mình cũng thiện chín nữa. Ăn cái này nó phải bình tĩnh mọi người. Chánh Hòa đang bán bát này là 100.000 và đang được giảm 20% còn 80.000. Nhưng hàng nghĩ là 80.000 xứng đáng bởi vì là nhìn nó như một set lẩu luôn ấy. Rất là nhiều thịt luôn. Còn suất bình thường thì không biết là bao nhiêu, đây để xem bảng giá này. À suất bình thường có 60.000 thôi mọi người ạ. Đái chín gầu 60.000 hết, nạm bắp thì có bắp là 75.000 thôi, lõi là 90.000 đây. Còn đặc biệt là 100, đây là đặc biệt thì mới là 100. Quẩy. Đấy. Ơi nóng quá. Mà nước phở ngon nhỉ. Rất thơm luôn. Cho tí bánh nữa đấy. Nhưng mà anh biết thiếu thiếu cái gì không? Khác là nhà mình thiếu thiếu cái gì không? Cái chấm. Đúng rồi. Nhà mình cũng quen quen là cái chấm cái gì. Vâng em xin ạ. Em xin nhé. Ôi trời, vang huyền quá đây. Vâng em xin nhé. Cái gì có đấy của Hà đúng không? Vâng, các của em. Dùng luôn đi chị, đi dùng luôn đi. Đây chị đã. Đâu bây giờ. À, bắt của chị đã xong. Chị đã xong cái. Nước phở Chánh Hòa rất ngon lắm mọi người nhá. Ngon lắm. Em xin. Vâng. Vâng. Trước hôm qua sinh nhật con gái mọi người, uống hơi nhiều, hôm nay làm bát phở tỉnh người luôn. Đang đói nữa chứ, cay cay nóng nóng. Nó cũng như phở bình thường thôi, nhưng có cái điều là mình được nhiều thịt hơn này. Thứ hai là mình ăn nó nóng đến cuối cùng luôn, mà mình cứ ưu tiên ăn thịt trước mọi người, vì là thịt đấy mình ăn đến cuối đang vẫn còn thịt đấy. Bây giờ nước nó vẫn còn nóng ấy nhỉ? Nóng à? Cảm thấy thằng đá bắt đầu bây giờ nó mới kiểu nó ra nhiệt đấy. Đúng rồi. Vì sao mà khi mà mình đun ấy nó cứ lăn tăn là vừa là được. Rồi nhấc lên cái bát phở lên cho khách là bắt đầu nó sôi sôi rồi khách. À, đang trải nghiệm cái phở bát đá này, anh Hòa còn tí nữa có một cái kèo nữa là ăn xong phở này uống bia. Càng quá. Với mọi người ở đây thì là địa chỉ là chỗ đối diện với kia là Hồ Văn Quán nha mọi người. Hồ Văn Quán. Đấy, cạnh nhà hàng Hải Sơn này ở khu đô thị Văn Quán mọi người. Mọi người thích ăn gần gần đây mà thích ăn phở bò bát đá qua nhà anh Hòa nhé. Còn ăn phở dê bát đá thì qua nhà. Phở chi gần đây à? Không, của anh Hòa. Của anh Hòa. Chị ăn cầu thật. À, ăn trước rồi. Chị ơi. Hôm nay hai ông bà chủ người thì đốt bắt đá, người thì bê bắt đá nha. Ngày đầu mà. Bây giờ anh Hòa mới ăn đây. Chào mọi người nhá. Được không em? Cảm giác buổi sáng có tí phở cùng nó vui nhộn lắm anh nhỉ? Sáng dậy sớm. Sáng dậy sớm. Chào rồi. Anh Trung à? Bên kia các bạn đánh giày ở bên quán cà phê mọi người đang tiếu táo sang đây. Dạ. Em hôm qua em báo thì nói chuyện qua với chị Hương thì một suất này quá nhiều luôn. Anh Hòa cảm nhận là ăn cái bát đá này với bát thường nó khác nhau như nó nóng em ạ, nó nóng từ đầu đến cuối luôn.
tức là đến ăn đến đến lúc hết rồi nó vẫn còn nóng ấy. Vâng. Hôm đó anh lần đầu anh ăn thử cái bát đá này, anh đi chỗ khác anh ăn mà đến cuối vẫn bị bỏng mồm. Tôi là xương đúng không anh? Đồ ăn nó cứ nóng. Anh cũng đi thử nhiều cái bánh phở nhiều nơi, nhưng mà bánh phở có những nơi nó cứng lắm. Anh thấy cái bánh phở này được, nó mềm. Em ăn thế nào? Em ăn thấy ổn anh ạ. Đấy em ăn em chơi gần hết rồi nè. Thầy Hà cũng đang ăn này. Tốt thấy cao đấy. Ăn ngon quá em tập trung ăn hết. Ăn phở bò này nó cũng dễ ăn. Cái này là họ giao đến là họ thái rồi đúng không? Nói thái. Nhưng mà cũng là thái tây thôi mọi người. Thái tây. Nó đều là thái tây hết. Chứ không phải là thái đều, nó thái không sao? Được đều lắm đó. Ừ. Thái. Anh lấy cái nước vở thì nó cũng như ngày trước thôi. Vâng. Nó cũng vâng. Ăn này nó cứ từ từ anh nhỉ. Buổi sáng đi ăn bát phở này mà tí lại đi cà phê đúng không? Đấy, buổi sáng rồi. Bát phở này là mấy chai bia chứ. Mấy chai bia. Quên tiền lấy bia nhỉ? Quên tiền lấy bia. Cái đấy thì phải hỏi phở dê nhà em. Đa số khách đến là đầu tiên. Bên nhà hàng là bán dê là khách là vào gọi đồ nhậu trước không bắt đầu mới gọi Phở buồn cười nhá, em bán phở buồn cười lắm, khách vào gọi một sườn chảo đá với phở với một tái chanh xong là với chai bia. Xong cũng không làm bán phở ấy nhờ, như kiểu ăn nẩu ấy. Đấy. Nếu mà làm kiểu bán đá này thì các gì ăn nẩu. Kiểu như thế. Nhiều khách đầu tiên là vào là gọi cái canh này, xong gọi một cái chảo đá, xong rồi là mấy chai bia, xong rồi cuối cùng là chốt hạ là ăn phở. Nhưng mà cái đấy nhà em là không có làm nhưng mà cái phở đấy là làm đến buổi trưa cũng như nhà anh ấy, hay là làm cả ngày? Ở trên này của Việt em thì cả ngày anh ạ, full. Nhưng mà riêng Linh Đàm thì đến buổi trưa thôi. Và có trạng này mặt băng để chiến đấu đúng không? Mọi người anh Hòa đang định mang bia ra hủy cho Hà đấy. Mọi người thì hôm nay Hà Còi đến giới thiệu lấy chú Bà bọn lấy thùng bia, lấy cái bia ra lấy cốc ấy, cốc ngắn nhé. Cứ ăn đi anh ơi. Rồi chúng ngồi đi, Việt báo ở đấy luôn. Lấy bia canh bạc đấy. Đấy, anh bảo nó rủ uống bia rồi đấy. Lấy cốc bia ngắn đấy.